Audio Jungle. Xin chào bà con, thì cái clip hôm nay á mình quay cho bà con xem á về cái vườn chanh dây của vợ chồng nhà anh Một á ở Ê Tó, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk á. Thì qua như công tác mình đang quay về thăm vườn cho bà con xem á, thì toàn bộ cái vườn chanh của anh trồng mới có 3 tháng thôi thì nó đã xảy ra cái hiện tượng mà sắn đọt vàng lá chung đọt rồi đó. Chung ngọn mới ra là bị vàng hết, sắn hết. Thì mình đang thăm vườn đây, mình cũng thăm vườn và xem vườn cho chị. Thì qua như chia sẻ của chị á, chị phun cũng rất nhiều thuốc rồi. Thì lâu nay mình cũng ít có nói về clip về chanh dây, vì chanh dây mình cũng đã nói hết tất cả clip trước rồi, cũng rất là nhiều về cây chanh dây. Mà hiện nay cái giá thành của cây chanh dây dao động từ tháng 3 đến tháng 4 2018 này á, dao động rất là cao, từ 10.000 mà dao động lên tới 40.000 luôn á. Thì bà con nông dân chúng ta thì cái đạt cái lợi nhuận nó rất là cao. Qua cái lợi nhuận đó thì ngược lại thì cây chanh dây nó bệnh cũng rất là nhiều, đủ là bệnh hết, sắn đọt, mềm trái, tóp trái, lỡ cổ rẻ mình nói cũng rất là nhiều rồi. Thì qua cái vườn này mình sẽ quay và cho con xem những bà con nào rơi vào tình trạng mà chanh dây nó 3 tháng như thế này á, thì con nên có những cái phương hướng chúng ta phòng và chuẩn bị cho cái mùa công tác chuẩn bị rơi mùa mưa. Cái thứ hai là virus ở trên ngọn chanh dây. Thì đây thì chị vợ chồng chị Một á, chị cũng chia sẻ rằng là trồng 3 tháng á nó sắn hết luôn, cây nào nó cũng sắn hết. Lúc mới trồng lên 1-2 tháng rất là đẹp. Thì cái nguyên nhân mà đầu tiên để mình nói cho con xem ở vấn đề này á, nguyên nhân chính vẫn là côn trùng chích húc. Có nghĩa là vườn của chị á, thì sát đám trên này cũng có một đám, nhưng mình không có quay cho bà con xem. Thì cái đám đó thì chị chia sẻ trồng 1 năm rồi, nhưng mà không thu được bao nhiêu luôn. Phun rất là nhiều thuốc, tùm lum loại thuốc hết á, nhưng cũng không bớt. Thì cái đó là cái vấn đề mà bà con chúng ta ai cũng đau đầu và nhức nhối hiện nay với cái chanh dây. Thì bới trái cây theo mùa lắc á, thì mình sẽ đưa ra cái hướng cho bà con á. Thứ nhất á, là những cái ngọn bị sắn á, bà con phải cắt sâu vào cho mình 30 đến 40 phân. Rồi bà con phun thuốc cho mình. Thì bây giờ có rất dòng nhiều loại thuốc nano về bạc đồng, thì để cho bà con chọn được cái dòng thuốc nó hợp và nó hiệu quả nhất cái chanh dây á thì nó rất là khó. Thì qua đó mình cũng khuyên bà con á, tìm những cái loại thuốc mà nó chuyên chữa về virus, phòng virus á. Thì bà con như là nano bạc đồng hợp kim, nano bạc đồng oxylaru á, nano đồng oxylaru á, thì ngoài thị trường có rất nhiều loại nano bạc đồng và rất nhiều loại nano đồng oxylaru. Thì qua đó mình khuyên bà con á, nên chọn đúng những dòng nano thích hợp hoặc những dòng bạc đồng thích hợp bà con phun. Vì bà con phun không đúng thuốc á thì nó cũng sẽ không có bớt về cái tình trạng virus này. Thì mình đã khuyên bà con là cắt bỏ sâu vào 30 đến 40 phân, cắt toàn bộ những cái ngọn sắn trái bệnh bà con cắt bỏ đi. Rồi qua đó bà con tiến hành phun để cho cái lứa mới ra nó khắc phục cho nó nhanh và nó hiệu quả cao. Thì qua đó cái vườn của chị 3 tháng này, chị chia sẻ là trồng 300 gốc, nhưng bây giờ hầu như là nó bị bệnh hết 80% rồi, cây nào cũng bị sắn hết á. Thì cái này mình quay cho bà con xem toàn bộ về cái vườn này. Thì anh chia sẻ anh cũng mới phun mango vét xanh rồi đủ thuốc loại thuốc nấm hết á, nhưng mà càng phun nó càng nặng thêm. Thì cái đó mình cũng chia sẻ với con rồi về cái vấn đề thuốc, nên bà con làm dụng thuốc nhiều quá bà con càng phun là cây mình càng bệnh nặng. Thì qua đó nên mình khuyên bà con có những cái hướng cho mình khắc phục riêng. Thì mình chia sẻ đó, thì mình phun hướng cho bà con là vợ chồng của anh Một là phun nano bạc đồng và nano đồng, và qua đó phun kháng sinh nữa để cho tình trạng ngọn nó không bị sắn nữa. Thì đó là những cái phương án mình chỉ thăm vườn và sẽ hướng dẫn cho anh Một tại nhà thì về công thức mà phun riêng. Thì tùy vào cái vườn á thì mình sẽ cho những công thức phun riêng. Thì qua đó bà con thắc mắc tại sao mình không nói tên thuốc, vì ở đây nó rất nhiều nguyên nhân và nhiều vấn đề, nên mình sẽ không nói được tên thuốc cho con phun. Vì những cái vườn nó có triệu chứng này triệu chứng kia thì mình phải xác định rõ là nguyên nhân vườn của bà con á nó rơi vào trường hợp nào thì mình mới cho phun được cái trường hợp thuốc đó. Thì mình sẽ hướng dẫn riêng, nếu bà con nào thắc mắc á thì bà con có thể điện thoại cho mình sẽ hướng dẫn và đưa ra một hướng thuốc riêng để bà con mua ngoài thị trường bà con phun cho nó hiệu quả cho cây chanh dây của chúng ta. Thì mình nhắc lại thì công tác á, chuẩn bị vào mùa mưa rồi. Thì vào đây thì hôm nay mình quay clip này là ngày 29 tháng 4 2018 á. Thì thời tiết nó cũng đang rơi rồi mùa mưa. Thì qua đó mình cũng khuyên bà con nên phòng thứ nhất là côn trùng chích húc.
cái thứ hai là nấm bệnh, cái thứ ba là bệnh lở cổ rễ, thì giai đoạn này mưa hay bị ngập úng, và cái thứ tư là bà con nên cắt tỉa cành thông thoáng, không nên để cây nó rậm rạp để nó tạo ra là nguồn bệnh nấm rồi vả trầu rồi vi một số loại vi khuẩn khác á, nó xâm nhập trên cây chanh dây, nó gây hại chúng ta rất là nhiều. Thì mình chỉ nói sơ và quay cho bà con xem để con ta khi mà con trồng chanh dây á thì con nên phòng từ đầu đi. Về hiện trạng mà những năm gần đây á, 2017, 2018 á, thì cái sản lượng chanh dây của bà con nông dân của chúng ta á, nó bệnh rất là nhiều, hầu như bà con đều lỗ cũng rất là nhiều. Cái đó là mình đi nhiều vườn và mình chia sẻ với bà con, nên bà con phun thuốc và phòng ngay từ lúc xuống giống để tránh tình trạng mà khi vừa phủ vàng là bệnh hết. Cái hiện trạng này thật chất ra là mình thấy bà con nông dân ai cũng bị hết, cái số vườn á mà đạt á rất là ít, vì khi bà con chúng ta có thói quen là khi nào bệnh mới chữa, ít khi có phòng. Thì lúc trước trồng thật sự á, vài năm về trước, 2 năm về trước á, thì chanh dây chúng ta rất ít là bệnh, nhưng những năm gần đây á, thì sản lượng chanh dây nó bệnh rất là nhiều. Thì đó là mình quay cho con xem về cái mô hình vợ chồng nhà anh một ở Bãi Tó, là toàn bộ mình quay, mình đi từng cây mình quay cho con xem á. Thì vợ chồng anh cũng rất là mong muốn là phun khắc phục lại cho cái lứa mới ra nó không có bị nữa, chứ sắn này là thật sự là rất là nản, nông dân ta rất là nản vì phun thuốc mà cũng không bớt, cái thứ hai cũng không có năng suất mà đầu tư ra nhiều rồi, kẽm thì bà con cũng đã dăng hết rồi, bây giờ nếu như mà không có chanh bò lên thì cũng biết trồng gì, phải tháo kẽm thì mất thời gian, tốn thời gian, thì nó rất nhiều cái nguyên nhân mà có lý do. Thì qua đó với kinh nghiệm riêng của mình chia sẻ cho bà con á, chúng ta nên phòng đi, và mình nhắc lại là quan trọng nhất là côn trùng kết thúc, cái đó là cái môi giới truyền bệnh mạnh nhất trong cái giai đoạn mà chuẩn bị mùa mưa này, đặc biệt là những loại chanh tơ, chanh non á, là hay bị nhất. Thì một lần nữa á, thì bà con cứ đăng ký kênh, mình sẽ quay cập nhật những video cho bà con xem về một số cây trồng khác nhau. Dạo này mình cũng rất là bận nên không có quay được nhiều clip cho con xem, nên bà con sẽ theo dõi theo hàng tuần, thì một tuần mình có thể ra được 1 đến 2 clip cho con xem về tùy cây trồng và tùy giai đoạn. Thì đây là cây chanh dây, vì thế nên bà con cứ theo dõi nha. Xin cảm ơn bà con ạ. À.